Hormone tuyến cận giáp PTH là gì? Vai trò của hormone tuyến cận giáp. Hormone tuyến cận giáp hay còn được biết đến là hormone PTH. Hormone này thì có 3 vai trò đặc biệt trong cơ thể. Vai trò đầu tiên là tăng cường giải phóng canxi từ xương vào máu. Lúc này thì canxi từ xương và tế bào tạo xương sẽ được kích hoạt, chuyển từ dịch xương ra dịch ngoại bào cho tới máu, làm giảm đi nồng độ canxi ở trong xương và tăng nồng độ canxi trong máu. Vai trò thứ hai tại thận, hormone PTH giúp giảm bài tiết canxi ở thận và tăng cường tái hấp thụ canxi magie ở ống thận. Nhờ cơ chế này thì nồng độ canxi máu tăng và nồng độ phốt phát trong máu giảm. Vai trò thứ ba là tăng cường hấp thụ canxi ở ruột. Tổng hòa 3 vai trò trên thì hormone tuyến cận giáp PTH chính là một hormone để duy trì và điều hòa nồng độ canxi trong máu, giúp tăng cường nồng độ canxi trong máu.